Đây là hình ảnh tất bật của các nhân viên ở trạm y tế phường 11 quận 5 vào sáng qua. Hiện trạm y tế đang quản lý khoảng 140 bệnh nhân F0 tại nhà. Sau khi cách ly điều trị tại nhà khoảng 7 ngày và có kết quả xét nghiệm âm tính, người dân sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành cách ly. Nhiều người dân đã tranh thủ đến trạm y tế để nhận giấy tờ, nộp cho trường học và các đơn vị làm việc. Do bên trường của bé hơi khó khăn một chút xíu, là bắt buộc là phải có giấy hoàn thành cách ly cho bé thì bé mới được đi học, chứ không có chịu nhận cái giấy âm tính. Nên là hiện tại hôm nay mới lấy được cái hoàn thành cách ly thì ngày mai bé mới đi học được. Theo trạm y tế, thời gian qua, nhờ được bao phủ vaccine, số người dân có nguy cơ chuyển nặng cần cấp cứu giảm nhiều. Tuy nhiên, vừa qua, cùng với việc học sinh quay trở lại học trực tiếp, số ca bệnh đang tăng lên nhanh trở lại. Do đó, trạm y tế ngoài nhận thông tin từ người dân khai báo, còn nhận thông tin từ các trường học và các bệnh viện. Khi có các ca bệnh, nhân viên y tế phải đến từng hộ gia đình để lấy mẫu xét nghiệm, đưa vào danh sách quản lý, nhóm Zalo tư vấn và cấp phát thuốc. Các nhân viên y tế phải tranh thủ làm thêm giờ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Thường thì trạm y tế phường làm tới cũng cả 8, 9, 10 giờ tối rồi mới được về. Mà có khi tới 11 giờ về. Tại vì nhiều khi làm xong rồi, đội khi chưa về nữa, 7, 8 giờ về, đội mới về. 7, 8 giờ đội về, lúc đó bắt đầu mới thống kê, xong rồi mới báo cáo. Hiện tại bây giờ trạm y tế nhân sự có thể gọi là vẫn ổn định, có thể quản lý được. Hiện trạm y tế phường 11 quận 5 đang đảm bảo công việc, nhưng cũng lo ngại nếu sắp tới số ca F0 tăng cao và triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, thì trạm y tế sẽ có nguy cơ quá tải. Do đó, để được cấp giấy hoàn thành cách ly nhanh chóng và tiết kiệm thời gian cho nhân viên y tế, người dân có thể tự lấy mẫu xét nghiệm và chụp hình, quay phim, gửi lại cho trạm y tế. Người dân cần tuân thủ 5K và bảo vệ sức khỏe, bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao, mắc bệnh nền để hạn chế thấp nhất ca bệnh.